Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 16 tháng 9 năm 2024. Đêm qua, sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra sôi động. Trong đó tâm điểm đương nhiên là trận derby London giữa Tottenham Hotspur và Arsenal. Pháo thủ đang đứng trước khó khăn cực kỳ lớn khi Martin Odegaard chấn thương, Daniel Rice bị treo giò và một loạt những cầu thủ khác chưa thể thi đấu. Nhưng bản lĩnh trong gian khó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mika Arteta giành được kết quả thuận lợi trước đối thủ cùng thành phố. Ngoài ra đêm ngày hôm qua còn có Barcelona ra sân ở La Liga. Hãy cùng cập nhật những kết quả cụ thể trong phần đầu của tin nóng ngày hôm nay. Arsenal thắng khó nhọc Spurs. Do không có Martin Odegaard lẫn cả Daniel Rice cho đội hình, Arsenal đã phải sử dụng Jorginho và Leandro Trossard ở tuyến giữa. Rõ ràng bộ ba tiền vệ Jorginho, Trossard và Thomas Partey tranh chấp kém hơn và cũng không thể triển khai bóng thuần thục như mọi khi cho pháo thủ. Chính bởi vậy Arsenal đã gặp khá nhiều khó khăn trước Tottenham. Đội bóng của Mika Arteta đã phải dùng rất nhiều đường bóng dài và cũng phải dựa vào phản công để tìm kiếm cơ hội. Thực tế thì cho thấy rằng Arsenal vẫn chơi nhỉnh hơn khi tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn so với đối phương. Chỉ có điều trong hiệp 1, các chân sút bên phía họ như Gabriel Martinelli đã tỏ ra rất kém duyên. Bên phía Spurs, các chân sút của họ cũng chẳng khá hơn khi không tạo ra được những thời cơ cụ thể. Điểm nhấn của trận đấu chủ yếu là những tình huống Innova và những tấm thẻ vàng, những tình huống vào bóng cực kỳ gay gắt. Vâng, chúng tôi có thể tóm gọn những tình huống giao tiếp của họ như sau. Mày vào đấy, mày ăn tao đấy, mày ăn bố mày đấy, mày vào trước đấy, mày ăn tao đấy. Và phải sang hiệp 2, khác biệt mới được tạo ra từ thứ vũ khí sở trường của pháo thủ, đó là cố định. Từ một quả phạt góc, trung vệ Gabriel Magalhaes đã bật cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới gà trống để giúp Arsenal có được lợi thế. Kể từ đây thì Arsenal càng có lý do để chơi phòng ngự phản công. Họ đã thể hiện được bản lĩnh kiên cường đến những phút cuối để bảo vệ thành quả mong manh của mình. Chiến thắng 1-0 giúp Arsenal vượt khó trước kình địch, đồng thời tiếp tục cuộc đua với Manchester City. Lamine Yamal lại tỏa sáng giúp Barca thắng đậm. Barcelona làm khách trước Girona, đội bóng đã chơi rất hay ở mùa giải năm ngoái. Như lần này thì Girona không thể làm khó được đội bóng xứ Catalan. Lamine Yamal đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi lập cú đúp trong hiệp đấu đầu tiên để giúp Barca dẫn trước hai bàn. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã cho thấy sự nhạy bén với những tình huống đặt lòng chân trái vô cùng chính xác. Barca thi đấu thăng hoa trận đấu này và sang hiệp 2 tiếp tục có thêm những bàn thắng. Rất ý nghĩa cho họ khi tân binh Dani Olmo lại lập công bên cạnh Pedri. Thưa quý vị và các bạn, đến cuối trận dù bị đối thủ ghi một bàn, nhưng nhìn chung Barca vẫn có chiến thắng ấn tượng 4-1. Họ tiếp tục khởi đầu thăng hoa trong mùa giải năm nay. Dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với thành tích toàn thắng 5 trận, có 15 điểm, hơn đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm. Mason Greenwood gây chú ý với áo khác lạ tại Marseille. Vừa qua Mason gỗ xanh đã ra sân với chiếc áo vô cùng khác lạ cho đội hình của Olympique Marseille. Hóa ra đây lại là ý tưởng của ban tổ chức Ligue 1. Kể từ cuối năm 2023, ban tổ chức Ligue 1 đã sáng tạo ra chiếc huy hiệu rất độc đáo với tên gọi S1 dành riêng cho cầu thủ đứng đầu danh sách vua phá lưới mỗi vòng đấu. S1 là sự kết hợp giữa chữ cái viết tắt của scorer và number 1, tức là cầu thủ ghi bàn số 1. Trước vòng đấu thứ tư ở Ligue 1 mùa giải này, Mason Greenwood dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn sau 3 trận. Do đó cự sao của Manchester tức là cầu thủ duy nhất ra sân với chiếc huy hiệu S1 xuất hiện ở ống tay bên phải. Chân sút 22 tuổi sẽ tiếp tục khoác chiếc áo có huy hiệu đặc biệt này cho tới khi anh bị vượt mặt ở cuộc đua vô phá lưới. Hiện tại thì Barcola của Paris Saint-Germain đang đe dọa vị trí của Mason Greenwood với 4 bàn sau 4 trận. Vào đấu này Greenwood không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi vẫn giành được 3 điểm. Bàn thắng của Mopay và sau đó là Luis Enrique đã giúp cho cầu thủ Olympique Marseille hạ gục Nix với tỷ số là 2-0. Họ đang xếp thứ 2 tại Ligue 1 với 10 điểm sau 4 trận, kém Paris Saint-Germain 2 điểm. Đội bóng Van Persie thua thảm tại Hà Lan. Trong trận đấu thứ tư nắm quyền ở Heerenveen, đội bóng mà Đoàn Văn Hậu từng khoác áo, huấn luyện viên Robin van Persie đã phải hứng chịu một thất bại thê thảm trước AZ Alkmaar. Chiến thuật gia người Hà Lan bất lực bên ngoài được pitch khi chứng kiến các trò thủng lưới 7 bàn chỉ trong 37 phút của hiệp 2. Cầu thủ trẻ một thời của Tottenham đó là Parrot ghi được 4 bàn thắng ở trận đấu này, giúp AZ Alkmaar thắng tới 9-1. Nhiều người đã kêu gọi Heerenveen hoàn lại tiền vé cho các cổ động viên di chuyển đến sân của AZ Alkmaar để cổ vũ cho đội ở trận đấu này. Thất bại này khiến đoàn quân của Robin van Persie dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia Hà Lan. Thành tích của họ sau 4 vòng đấu chỉ là 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đây là công việc huấn luyện đầu tiên của Van Persie sau khi dành 4 năm là trợ lý huấn luyện viên đội trẻ của Feyenoord. Dù vậy, thất bại mới nhất khiến cho niềm tin đặt vào chiến thuật gia người Hà Lan bị lúc này dữ dội. Nhiều cổ động viên lập tức liên tưởng tới các ví dụ trước đây khi những cầu thủ nổi tiếng khoác áo Manchester United nhưng chưa thể thành công cho vai trò huấn luyện viên như Wayne Rooney hay Gary Neville. Ronaldo vắng mặt tại Champions League vì virus. Anas chuẩn bị có trận đấu trong khuôn khổ AFC Champions League trước đội bóng đến từ Iraq Asota. Tuy vậy, đội bóng áo vàng sẽ không có được sự phục vụ của đội trưởng Cristiano Ronaldo ở trận đấu này vì lý do thể lực. Trong thông báo được câu lạc bộ Anas công bố vừa qua, Ronaldo sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với Asota. Đội trưởng Ronaldo của Anas hôm nay cảm thấy không khỏe sau khi bị nhiễm trùng do virus. Bác sĩ của đội xác nhận Ronaldo sẽ phải nghỉ ngơi và không thể thi đấu.
Chính vì vậy, Ronaldo sẽ không có tên trên danh sách đăng ký của câu lạc bộ Al-Nass trong chuyến đông khách từ Iraq sắp tới. Hy vọng Ronaldo sẽ nhanh chóng phục hồi và sớm trở lại. Al-Nass thì đang không có khởi đầu thuận lợi tại Saudi Pro League. Đội bóng của Olivier Luis Castro hiện xếp thứ 6 với chỉ 5 điểm sau 3 trận. Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng ở Saudi Pro League từ đầu mùa. Trong đợt hội quân vừa qua của đội tuyển Borussia, Ronaldo đã cán mốc 901 bàn thắng. Sau trận đấu đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút trước Croatia, Ronaldo chỉ đá 45 phút ở cú so tài với Scotland sau đó. Huấn luyện viên Roberto Martinez cho biết ông không mạo hiểm để Ronaldo đá trọn vẹn 90 phút trong cả hai trận. Còn về giải đấu AFC Champions League Elite, năm nay sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới của AFC Champions League cho những năm trước. Mùa giải 2023-2024, Al-Nass về nhì ở Saudi Pro League và giành vé giữ AFC Champions League Elite. Lingard bị đối thủ chế giễu tại Hàn Quốc. Jesse Lingard vừa ghi bàn tại Hàn Quốc. Anh đã gỡ hòa 2 đều cho FC Seoul trong trận đấu với cầu thủ De Jong tại K-League. Cựu tiền vệ của Manchester tức giữ lời hứa với người hâm mộ khi thực hiện điệu nhảy dribbling quen thuộc để ăn mừng. Thưa quý vị, tuy nhiên niềm vui của Lingard không kéo dài được lâu. Vào cuối trận, Kim Hyung-wook, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Đáng chú ý, cầu thủ này đã nhại lại động tác nhảy múa của Lingardinho trong màn ăn mừng. Hành động của Hyung-wook đã tạo sự phấn khích cho các đội và khán giả có mặt trên sân. Nhưng chắc chắn Lingard và đội bóng của anh không hề thích thú gì. Về phần Lingard, sau quãng thời gian gặp khó khăn, anh đã dần chứng tỏ giá trị của mình tại Hàn Quốc. Trong 14 trận ra sân ở K-League 1 mùa giải này, thì tiền vệ người Anh đã ghi 4 bàn, giúp FC Seoul đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hiện tại đội bóng của Lingard kém đội đầu bảng Ulsan Hyundai 8 điểm. FC Seoul còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi mùa giải ở Hàn Quốc còn 8 vòng đấu nữa mới khép lại. Lingard gia nhập FC Seoul hồi tháng 2. Đây được coi là phi vụ lớn nhất lịch sử K-League 1. Anh nhận mức lương hơn 840.000 bảng trên một năm tại Seoul. Cầu thủ 16 tuổi ghi bàn cho Hoàng Gia Lai ở V-League. Hôm qua, Hoàng Gia Lai đã có khởi đầu tưng bừng tại V-League 2024-2025. Họ đã thắng Quảng Nam 4-0 trên sân Hòa Xuân tại Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, đáng chú ý, một trong các bàn thắng của Hoàng Gia Lai đã được ghi do công của cầu thủ 16 tuổi Gia Bảo. Gia Bảo sinh năm 2K8 là cầu thủ trẻ nhất V-League 2024-2025. Cầu thủ 16 tuổi được tung vào sân thay người, thay cho đội trưởng Châu Ngọc Quang ở phút 72. Phút 90+2, Gia Bảo đã đá bồi đưa bóng vào lưới sau cú dứt điểm không thành công của ngoại binh Zero. Trọng tài công nhận bàn thắng cho cầu thủ trẻ đến từ Hoàng Gia Lai sau khi tham khảo VAR. Trần Gia Bảo là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hoàng Gia Lai. Tài năng trẻ 16 tuổi, cao 1m75, từng khoác áo U15, U16, U17 Việt Nam. Anh đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại V-League. Hôm qua điểm nhấn còn đến ở trận Hải Phòng gặp Công an Hà Nội. Đội khách đã dẫn bàn từ hiệp 1 do công của tân binh Arthur và duy trì lợi thế này đến phút cuối. Nhưng một giây sơ sẩy trong quãng thời gian bù giờ đã khiến cho câu lạc bộ của Hà Nội bị đối thủ đội chủ nhà Hải Phòng chọc thủng lưới. Lucao là người ghi bàn thắng vào lưới của Nguyễn Philip để giúp Sơn Lạch Tray bùng nổ phút cuối. Còn câu lạc bộ của Hà Nội thì cay đắng đánh rơi 3 điểm. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.